10 cầu thủ trẻ đưa ra lựa chọn thần tượng, Messi hay Ronaldo chiếm ưu thế. Trong suốt 15 năm qua, Messi hay Ronaldo là hai ngôi sao nổi bật trong làng bóng đá thế giới và trở thành thần tượng của rất nhiều cầu thủ trẻ. Sau đây là 10 cầu thủ trẻ được hỏi thần tượng Messi hay Ronaldo và kết quả thật bất ngờ. Endrick, đây là một trong những cái tên tiềm năng nhất của bóng đá Brazil. Khi được hỏi về thần tượng, cầu thủ 17 tuổi chia sẻ đó chính là Ronaldo. Gavi, trong một buổi phỏng vấn, Gavi nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Messi. Gavi cũng tỏ ra tiếc nuối khi không có cơ hội sát cánh cùng đàn anh. Alejandro Garnacho, đây là cầu thủ may mắn được chơi bên cạnh cả Messi và Ronaldo, thế nhưng Garnacho lại coi Ronaldo là số 1. Pedri, cầu thủ trẻ này cũng đang chơi cho Barca và tất nhiên, anh sẽ dành tình cảm đặc biệt cho Messi. Pedri từng nói, với tôi, Messi toàn diện hơn, có thể làm được tất cả mọi thứ. Tôi vẫn chọn Messi. Arda Güler, đây là một trong những tài năng trẻ của Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu thủ 18 tuổi từng thừa nhận, Ronaldo là một trong những thần tượng của mình. Jude Bellingham, mặc dù là đồng đội của Arda Güler nhưng Jude Bellingham lại thích Messi hơn so với Ronaldo. Jamal Musiala, tài năng trẻ đáng giá của Bayern thích xem những trận siêu kinh điển của Ronaldo và Messi. Mặc dù đánh giá rất cao Ronaldo nhưng Jamal Musiala lại hâm mộ Messi. Xavi Simons, cầu thủ 20 tuổi này hâm mộ cả Messi và Ronaldo. Thế nhưng, vì xem Messi chơi bóng mỗi ngày và cũng từng là đồng đội của anh ấy ở PSG nên Xavi Simons chọn Messi. Enzo Fernandez, cầu thủ này đánh giá cao đàn anh cùng sát cánh trên hành trình vô địch World Cup 2022 của tuyển Argentina, đó chính là Messi. Giusofa Moukoko, thời điểm hiện tại, Giusofa Moukoko là tài năng sáng giá của châu Âu. Anh trai của cầu thủ này đã tiết lộ, Messi chính là thần tượng của Giusofa Moukoko. Như vậy, trong số 10 cầu thủ trẻ nổi tiếng được hỏi về thần tượng, có 7 người đã lựa chọn Messi.